Đinh Quang Thái, Hoàng Trường Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị với phần tin tức nổi bật chiều thứ tư ngày hôm nay. Gửi lời chào anh Đinh Quang Thái. Kính chào quý khán giả của Liên Đoàn Truyền TV, bên Hoàng Trường Thủy. Thưa anh, chuyện gì đến rồi cũng đến. Chúng ta đã nghe đến rất nhiều tuần rồi. Chính ông Trump là người đã lên trên trang mạng xã hội True Social của ông để tuyên bố ông đã nhận được lá thư từ phe công tố nói rằng ông là tâm điểm của cuộc điều tra liên quan đến vụ bạo loạn 6 tháng 1 năm 2021. Vào thời điểm đó, nhiều người cứ nghĩ rằng chắc có lẽ ông Trump sẽ bị truy tố về cái tội xúi dục. Nhưng mà thưa quý vị, ngày hôm qua thì chính ông Jack Smith đã mở cuộc họp báo rồi sau đó đến ông Bộ trưởng Tư pháp để tuyên bố về việc truy tố ông Trump như thế nào. Mà trong đó lại không thấy nói cái sự can dự của ông cũng như cái việc mà ông cựu Tổng thống đã xúi dục dẫn đến cái việc bạo loạn mà phần lớn chỉ nhắm vào cái chuyện mà lừa đảo, âm mưu để lừa đảo, nói dối để tìm cách lật ngược kết quả bầu cử. Như vậy có nghĩa là có thể nhẹ hơn một chút, bởi vì theo cái định nghĩa của cái tội insurrection, tức là xúi dục bạo loạn này, thì đó là tội phản quốc, có thể bị tù chung thân. Nhưng mà họ phía bên công tố viên Jack Smith và đại bộ thẩm đoàn tại Washington DC đưa ra 4 tội danh cho ông Trump. Cái tội thứ nhất là âm mưu lừa gạt nước Mỹ. Defraud the United States. Cái tội danh này liên quan đến những nỗ lực của ông Trump. Ông nói rất nhiều là cuộc bầu cử bị lừa dối, bị ăn cắp và các gian phiếu lận, bị gian lận vân vân. Thì đó là một âm mưu lừa gạt nước Mỹ dựa trên những bằng chứng mà không có bằng chứng gì cả, tức là nói khơi khơi thôi. Cái cáo trạng thứ hai và thứ ba liên quan đến những hành động và nỗ lực cản trở việc triệu tập của Quốc hội. Chúng ta biết rồi, ngày 6 tháng Giêng thì ông Mike Pence với tư cách là Phó Tổng thống và là Chủ tịch Thượng viện, ông sẽ gõ búa để ông xác nhận kết quả của bầu cử mà cả thế giới đều biết là ông Biden thắng. Thì ông Trump đã có những hành động và nỗ lực cản trở việc triệu tập Quốc hội vào ngày hôm đó. Cái cáo trạng thứ tư đó thì có đề cập đến cáo buộc là ông Trump tham gia vào một âm mưu, tức là một cái scram chống lại quyền bầu cử và kiểm phiếu, against the rights, tức là chống lại những cái quyền căn bản của công dân Mỹ mà đã được hiến pháp quy định. Thì cả bốn tội này là cũng nặng lắm. Thì thưa quý vị, chưa biết ra sao nhưng mà ông Trump sẽ phải trình diện, tức là đúng ra là sẽ bị nhận cái lời buộc tội vào ngày thứ năm tuần này, tức là ngày mai. Dạ vâng. Theo dự trù thì ông đã nhận được yêu cầu là sẽ xuất hiện với tòa án ở thủ đô Washington DC. Theo các nhà phân tích đó, họ cũng hơi ngạc nhiên về cái việc mà phía công tố ông Jack Smith đã không đưa ra tội âm mưu xúi dục dẫn đến vụ bạo loạn. Bởi vì chúng ta thấy trong cái vụ bạo loạn này, những người đã bị buộc tội rồi đó, họ khai ra là chính họ đã nghe theo lời của ông Trump xúi dục, ông tin lời của ông Trump, ông Tổng thống lúc đó để họ tiến tới. Chứ nếu mà ông không có những đưa ra lời mạnh mẽ để kêu gọi chúng ta hãy tiến tới và rất nhiều các chi tiết đã được đưa ra thì họ đã không làm điều đó. Tuy nhiên để mà chứng minh được cho đại bồi thẩm đoàn với 12 người biết được thì các chuyên gia về pháp lý họ nói rất khó, bởi vì những cái lời nói của ông Trump không thôi mà dẫn đến những cái trường hợp của những người khác họ tự ý làm thì cái chuyện đó rất khó để chứng minh trước tòa. Thưa anh, tôi có đọc cái này về phương diện luật pháp, nó có những cái điều khoản nó gọi là vague, rất là mơ hồ. Khi một người bảo là quý vị hãy đến căn nhà đó đi, đòi chủ nhà phải trả tiền cho quý vị và tôi cũng sẽ có mặt, câu đó không có nghĩa là xúi dục bạo loạn. Trừ trường hợp cái câu này: quý vị đến nhà đó đi, quý vị đòi chủ nhà phải trả tiền cho quý vị, nếu nó không trả, quánh nó và tôi sẽ cùng tham gia để đánh đấy đánh đó. Thì đó thì là nó trở thành ông Trump ông khôn lắm lận, khi chắc là có cố vấn hoặc là cả cuộc đời ông Trump đã bị thư kiện, ông biết mà. Khi mà ông bảo là quý vị be there tomorrow and I will be there, quý vị có mặt ở đó đi, tôi sẽ có mặt. Tôi có mặt. Câu đó không có nghĩa là ông xúi dục bạo loạn. Không? Nếu mà phía công tố viên nhất định gọi là
bới lông tìm vết thì cũng chưa chắc có một điều khoản luật nào bảo rằng một câu nói đó là xúi dục bạo lực. Nhưng câu mà common sense, tức là hiểu một nghĩa, ai cũng có thể hiểu một cái thông thường. Rõ ràng ông Trump muốn xúi ngày hôm đó chứ còn gì nữa. Nhưng mà bây giờ ra chức không, luật pháp. Không, không có chứng minh. Người ta bảo là không ai có thể có tội cho tới khi bị chứng minh là có tội. Ngày hôm qua ông Jack Smith cũng nói như vậy. Ông bảo là tôi muốn nhắc quý vị, tôi muốn nhấn mạnh rằng đây chỉ là một cái cáo trạng, tức là cáo buộc, một cái tội trạng thôi. Và tất cả mọi người đều innocent cho tới khi mà họ bị proven là guilty, là bị chứng minh là có tội. Thì thưa quý khán giả, cái luật của, luật nào cũng thế thôi à, người ta lách luật. Tại sao người ta bảo là luật sư giỏi á là biết cách lách luật. Thí dụ như vụ O.J. Simpson chẳng hạn, theo anh Thùy nghĩ đó, với tất cả những tin tức mình biết được, cảm tưởng bằng chứng đưa ra thì tôi ai cũng nghĩ là O.J. Simpson là kẻ giết vợ của mình. Nhưng mà rốt cuộc ông thoát là bởi vì nhờ cái bao tay. Cái vấn đề đó là không ai có thể chứng minh được cái chuyện đó nếu không có bằng chứng. Ông Bill Clinton, ông lăng nhăng với cô Lewinsky là rõ như ban ngày. Nhưng mà cho tới khi, xin lỗi quý khán giả và anh Thụy, FBI chứng minh được rằng tia tinh trùng của ông Clinton ở trên cái áo của cô Lewinsky. Vâng. Thì ra trước tòa, luật sư họ giỏi cái này, họ bảo là theo định nghĩa của nước luật pháp Mỹ đó, cái hành vi mà ăn nằm với nhau đó chỉ có nghĩa là có cái sự chung đụng của hai cái vật vật của nam và nữ, nam và nữ với nhau, chứ còn cái chuyện dính dáng ta không biết, cái đó là không có bằng chứng gì cả. Thưa quý vị, ông Clinton ông thoát, và đó là lý do mà đại diện cho ông Trump, phát ngôn viên của ông Trump ngay tuyên bố tất cả những cái cáo buộc nhắm vào ông đã bị bác bỏ. Ông nói rằng đây chỉ là những cái vấn đề chính trị, động lực chính trị. Ngay cả các thành viên quốc hội, trong đó có ông Kevin McCarthy, cũng tuyên bố rằng đây là những vụ mà nhằm tìm cách ngăn chặn để ông Trump không ra bầu cử, tranh cử vào thời điểm này. Tuy nhiên, trong cáo trạng 45 trang ghi rất rõ các chi tiết, thì bên phía ông Jack Smith, ông nói như thế này: mặc dù biết rằng kết quả bầu cử mình đã thua, thế nhưng người mà, tức là bị cáo ở đây đó là ông Trump đó, vẫn tiếp tục giữ cái vị thế quyền lực và muốn tiếp tục nắm quyền lực thêm nữa. Và mặc dù biết được những tuyên bố của mình về vấn đề bầu cử gian lận là sai trái, tại sao và ông Jack Smith có những bằng chứng gì? Thưa anh, ông Jack Smith cho biết là trong một cái cuộc điều tra rất là sâu rộng, ông phỏng vấn rất nhiều các cố vấn của ông Trump vào ngày bầu kết quả bầu cử, và đa phần đều đã thuyết phục nói với ông Trump rằng mình đã thua rồi, ông nên ra tuyên bố nhận thua và nhường quyền lại cho ông Biden. Thế nhưng mặc dù đã có những cái sự cố vấn rồi, họ nói bị cáo, tức là ông Trump, hoàn toàn làm ngơ, không tin vào những lời nói này và nhất định tuyên bố đây là cuộc bầu cử gian lận. Có nhiều bằng chứng, nhiều chi tiết trong bản cáo trạng 45 trang. Chúng tôi tiếp tục với phần tin tức này ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Phần tin tức nổi bật tiếp tục, và chúng tôi đang đề cập đến những cáo trạng mới nhắm vào ông cựu Tổng thống Trump, khi ngày hôm qua ông công tố viên đặc biệt Jack Smith đã xuất hiện đến cuộc họp báo hiếm hoi để trình bày những gì mà ông cho rằng ông Trump đã tìm cách lừa đảo nước Mỹ, lừa đảo và tìm cách âm mưu lật đổ và thậm chí xem thường tiến trình dân chủ của nước Mỹ để tuyên bố kết quả bầu cử là sai trái, và từ đó dẫn đến việc mà tìm cách lật ngược kết quả bầu cử. Mà ông Jack Smith, ông nói rằng cá nhân bị cáo ở đây, tức là ông Trump đó, deliberately, rõ ràng và có những bằng chứng giống như lời nói để tìm cách xóa bỏ tất cả những sự thật mà đã có vào thời điểm đó.
Thưa quý khán giả, nếu chúng ta đọc cái trang 36 trong số 46 trang của cái tập cáo trạng đó thì nó rõ hơn. Đã. Trong đó cái chữ mà quan trọng nhất cần phải highlight, tức là được gạch đít đấy, là chữ you are honest. Ông lương thiện quả. Ai nói câu đó? Ai nói câu đó? Thưa quý vị, đó là lời khai của cựu phó tổng thống Mike Pence trước ủy ban điều tra của ông Chuck Smith. Ông Mike Pence nói rằng trong cái đêm Giáng sinh của năm 2019, xin lỗi, 2020 chứ, thì ông nhận được một cú điện thoại và đó là ông Trump gọi. Vừa mới hỏi thăm gia đình nhau một câu thôi, ông Trump xoay qua cái chuyện là ông Mike Pence có đủ thẩm quyền hiến pháp để mà chứng nhận cái kết quả bầu cử đó không có đúng để gửi về cho các tiểu bang lại. Tức là không có cái đêm mùng 6 tháng Giêng chuẩn thuận để ông Joe Biden ra làm tổng thống. Thì ông Joe Biden, lúc bây giờ chúng ta biết rằng ông đã thắng rõ ràng rồi. Thì ông Mike Pence nói với ông Trump rằng, thưa tổng thống, tôi không có quyền làm chuyện đó. Bởi vì dựa theo hiến pháp, tôi chỉ là cái người có tính cách biểu tượng trong cái đêm hôm đó về mặt nghi thức để xác nhận kết quả của bầu cử thôi. Thì nguyên văn câu Donald Trump nói với ông Mike Pence, you are honest. Tức là ông lương thiện quá. Câu đó được giải nghĩa là ông lương thiện quá, tức là Trump biết rằng cái chuyện đó nó không thể làm được, nhưng mà vì ông Mike Pence quá lương thiện mà ông không chịu lắc léo để mà thay đổi ý kiến của Trump. Suốt một đêm hôm qua các đài truyền hình họ chỉ thảo luận về cái trang 36 đó thôi. Cái điều thứ nhì là hiện nay ngay đêm hôm qua thì ông Trump đã họp bộ tham mưu tại Mar-a-Lago. Và bây giờ tin gọi là leak ra ngoài, là bị tiết lộ ra ngoài đó, là bây giờ ông có một cái chiến thuật mới. Là ông đổ lỗi hết cho cái đám luật sư mà đúng là cố vấn của ông. Có Giuliani, trong đó có Sidney Powell, trong đó có ngoại Eastman, là Eastman, những tay gạo cội gọi là đã cố vấn thầy dùi cho ông Trump trong chuyện đó. Thì sáng nay tôi đọc bản tin của MSNBC đó. Họ bảo là ông Trump sẽ throw his lawyer under the bus. Tức là cái thuật ngữ của tiếng Anh đó, thành ngữ là gì? Ném một người vào trong cái gầm xe bus để cho nó cạn chết luôn. Thì thưa quý vị, chưa chắc ạ. Là bởi vì trong 6 người mà trong bản cáo trạng của phía ông Chuck Smith nêu ra đó, là đồng âm mưu với ông Trump, gọi là co-conspirator đó, thì người đứng đầu là luật sư Giuliani, người thứ nhì là luật sư Eastman, người thứ ba là luật sư Cindy Power, là toàn là luật sư hết. Thì bây giờ ông Trump có ném họ vào dưới gầm bus chăng nữa đó, họ tức lên, họ ra trước tòa, họ sẽ khai tuyệt tuyệt ra hết. Thưa anh Thái, thì ông Trump chết. Anh mới về từ San Jose về phòng mà. Nếu mà anh cầm tay lái mà cảnh sát chặn anh lại, cảnh sát nói anh chạy 100 dặm, anh quay sang người bạn nói thằng này nó kêu tôi chạy thật nhanh về nhà cho nên tôi nghe lời nó tôi chạy. Cảnh sát không có tin cái điều đó. Thì sao ạ? Cảnh sát họ xuống không phạt anh là bởi vì anh có con nít đâu. Anh lái xe chứ không phải là con nít lái xe đâu. Và thứ hai nữa là, thưa quý vị, cái câu của ông Trump làm sáng qua tôi lại đọc tin ở Việt Nam đó. Trước tòa án mà các quan chức Đảng Cộng sản mà trong chuyến bay giải cứu anh đó, lại kéo bảo rằng thôi cái lần này mà không ăn được thì thôi chúng tôi chấp nhận tội vậy. Phải không? Đâu có nói thế được, chúng ta có phải là con nít đâu. Bên cạnh cái việc cáo trạng nhắm vào ông Trump, đây là lần thứ ba và lần thứ ba trong lịch sử của nước Mỹ, ba lần luôn đó, tức là một ông tổng thống sau khi rời khỏi tòa bạch. Chưa hết đâu. Vâng, lần thứ ba thôi, thì họ nói còn một lần nữa là ở tại Georgia, thì bên phía công tố viên ở tiểu bang Georgia cũng chuẩn bị rồi. Họ nói lần thứ ba trong lịch sử phải đương đầu. Thế nhưng thưa anh, bộ sậu của ông Trump đã chuẩn bị hết rồi. Và theo các chuyên gia về pháp lý, ông Trump sẽ chống tới cùng. Bởi vì riêng, họ nói riêng cái vụ xử về cái vụ mà không chấp nhận kết quả bầu cử, lật ngược bầu cử thôi đó. Riêng cái vụ đó thôi đó, kéo dài 1.5 năm. Và nếu kéo dài 1.5 năm như vậy đó, nó sẽ vượt qua cái thời gian bầu cử của tháng 11 năm 2024. Và phía ông Trump sẽ bảo vệ ông đến cùng, có nghĩa là cho dù từ bây giờ đến tháng 11 năm 2024 ông Trump đã bị quan tòa, tức là bồi thẩm đoàn xuất hiện nói rằng ông có tội đó, họ sẽ kháng cáo
và cái tiến trình kháng cáo kiện tụng nó còn kéo dài xa hơn nữa cho đến khi ông làm tổng thống. Anh chuyện gì ông xảy ra nếu ông làm tổng thống? Cái thứ nhất là tôi dựa theo tất cả những tin tức tôi đọc được thì ông Trump không có một cái triển vọng gì để làm tổng thống cả. Phải không? Anh nghĩ vậy à? Chắc chắn là bởi vì anh đọc tổng hợp các tin, anh sẽ thấy rằng trong nội bộ Cộng hòa tại Thượng viện bây giờ đó, họ đang bàn với nhau rằng phải tìm cách chặn ông Trump lại, không cho ra ứng cử nữa. Bên Thượng viện. Bên phía của Đảng Cộng hòa. Đảng Cộng hòa. Ông Mike Pence ngày hôm qua, ông nói một câu như thế này. Ông bảo không có người nào đạp lên trên hiến pháp mà có thể xứng đáng làm Tổng thống Mỹ cả. Ông nói thẳng luôn, Trump is not fit for the presidency. Ông qua nói thẳng luôn. Hôm qua, ông Mike Pence nói thẳng là ông Trump không có thích hợp cho vai trò Tổng thống. Nhưng mà anh giải thích như thế nào về thăm dò cử tri bây giờ giữa ông Biden với ông Trump bây giờ nó rất sát nhau. Cái vấn đề là thế này này. Và có khả năng là ông Trump sẽ đắc cử. Các cụ Việt Nam mình ngày xưa nói hay lắm. Bạc như dân. Bạc như dân. Bạc như dân. Tức là người dân người ta, cái chữ bạc này không có nghĩa là nó tệ đâu. Nhưng mà không thể bắt chúng tôi đi theo một người mà trong thời gian cứ tiếp tục xảy ra những chuyện như thế. Đó là chưa kể người ta cũng cảm thấy người ta có cái đầu chứ. Ông Joe Biden thắng ông Trump 8 triệu phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020 bởi vì khối cử tri độc lập là nhiều. Và bây giờ đó, những thành viên Cộng hòa mà họ bảo tôi chán lắm rồi, tôi muốn bỏ phiếu theo tư cách độc lập, bắt đầu càng nhiều lên. Thì tôi không tin là ông Trump có cơ hội thắng, cho dù ông được đảng đề cử, đó là điều thứ nhất. Nhưng mà đây mới là quan trọng. Lịch sử của nước Mỹ sau này sẽ ghi lại cái chuyện này. Nhưng mà cái mà lịch sử sẽ ghi quan trọng nhất ấy, là tại sao cử tri Mỹ lại bầu một ông như thế lại làm tổng thống. Chứ không phải là những cái chuyện đang xảy ra. Bởi vì với tất cả thành tích của một ông Trump từ cái Trump University từ gạt sinh viên cho tới Trump khai phá sản mọi thứ, mà cả bố ông Trump cũng thế nói nữa. Láo. Thì người ta sẽ đặt một câu hỏi rằng why? Tại sao cử tri Mỹ lại để một người như thế lại làm tổng thống? Đó là một câu thứ nhá. Câu thứ hai, cái why này mới nguy hiểm hơn nữa này. Qua 4 năm ông Trump qua những cái chuyện như vậy rồi. Mà tại sao vẫn có những cử tri tin vào ông Trump? Cái đó mới là cái vấn nạn của nước Mỹ. Chúng tôi xin thưa với anh Thụy, theo chỗ tôi đọc đó, ông Trump chỉ là một cái bề mặt nổi của một cái tảng băng chìm. Cái tảng băng chìm này đó, các tổng thống sau này sẽ phải giải quyết vấn đề bất mãn xã hội, vấn đề chủng tộc, vấn đề biên giới của người di dân, vấn đề thuế cho nhà giàu, vấn phá đề thai. Medicare, phá thai, lesbian, tất cả mọi những thứ đó. Nó là một cái tảng băng sóng ngầm ở phía dưới, gọi là happen to be, tức là đột nhiên ông Trump ông fit vào trong một cái thời điểm, ông trồi lên và ông được một cái đám đông Mỹ như vậy thì vấn đề vấn đề đạo đức của một ứng viên không còn trở thành vấn đề nữa thôi anh. Chính không trị còn Mỹ yếu tố đừng nữa. Đặt vấn đề đạo đức với chính trị Mỹ. Bởi vì chính trị nào nói cũng thế buồn thôi. Quá anh cứ nhìn thấy như là ông Mitch McConnell nói trong ngày 6 tháng Giêng như thế, Kevin McCarthy nói như thế, Lindsey Graham nói như thế, Ted Cruz nói như thế, là Trump phải chịu trách nhiệm. Cái người duy nhất, quyền uy nhất của thế giới này phải chịu trách nhiệm về cái 6 tháng Giêng. Ai nói câu đó? Ông Mitch McConnell là người lãnh đạo của Thượng viện nói câu đó. Rồi sau đó nói theo tiếng Mỹ, kiss ass ông Trump. Đó, đạo đức của chính trị Mỹ đó. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các đề tài này sẽ còn tiếp nối trong các bản tin nổi bật kế tiếp. Mời quý vị cùng theo dõi. Gửi lời chào đến quý anh Thái. Chào tạm biệt quý khán giả và anh Hoàng Trọng Thịnh.